Xin chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với chuyên mục nhận định soi kèo và dự đoán kết quả tỷ số của những trận cầu tâm điểm trong thế giới túc cầu mỗi ngày trên kênh kèo bóng tôn tử. Kênh bóng đá luôn mang lại những niềm vui chiến thắng sau mỗi trận đấu cho anh em. Ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã được chứng kiến hai cái trận đấu rất cháy bỏng của cái khuôn khổ lượt về vòng 1/8 cúp C1 châu Âu. Man City cũng đã hủy diệt đại diện bóng đá của Bundesliga với cái tỷ số 7-0 ngay trên sân ATH của mình. Còn Inter Milan họ cũng đã cầm hòa không bàn thắng với đối thủ là Porto. Qua đó thì cũng đã có được cái tấm vé đi tiếp cho mình vào vòng trong. Ở hai cái cặp đấu này, Tôn cũng đã cho anh em trong nhóm chỉ chơi mạnh tay cái cặp đấu Porto với Inter Milan mà thôi. Và cũng xin được chúc mừng tất cả những anh em hôm qua cũng đã ăn đậm được cái kèo uh, xỉu hiệp 1 và xỉu cả trận cho cái cặp đấu này. Không những thế, hôm qua anh em cũng đã ăn được cái kèo độc đắc với cái tỷ số 0-0 nhân gấp đến 9 lần điểm cược, cũng như là cái kèo hòa cho cái trận đấu ăn đến 3.3 lần điểm cược anh em nhé. Những ai cũng đã xem cái video trận này của Tôn thì chắc cũng đã biết được là cái kèo Porto chấp góc và cái kèo tài xỉu góc cũng như là cái kèo tài thẻ cho cặp đấu này thì anh em cũng đã ăn không trượt một cái kèo nào. Ờ, cũng xin được chúc mừng tất cả anh em đã có được cái chiến thắng đậm trong cái trận đấu này like. Và những ai đang xem video này của Tôn mà anh em thấy thú vị Thì anh em hãy để lại cho mình một lượt like Cũng như là anh em hãy ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo Để có thể nhận được những cái video nhận định Và dự đoán kết quả về những cái cặp đấu hấp dẫn trong cái giới túc cầu sớm nhất của chúng tôi anh em nhé hơn nữa những ai đang đam mê cái bộ môn này muốn đầu tư để đem về lợi nhuận cho mình thì anh em có thể vào nhóm kèo bóng vip của tôn để anh em có thể cảm nhận được những cái niềm vui chiến thắng sau mỗi trận đấu những anh em muốn đồng hành cùng với tôn và những chuyên gia trong ekip của tôn thì anh em có thể liên hệ qua zalo 0924858993 hoặc telegram a còng kèo bóng tôn tử để được hướng dẫn tham gia vào nhóm anh em nhé và cũng không để mất uh, uh, thời gian vàng bạc của anh em nữa Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần nhận định Cũng như là đi tìm những cái mã kèo thơm Trong cái cặp đấu khá là hấp dẫn thuộc khuôn khổ lượt về vòng 18 cúp C1 châu Âu Khi mà đại diện Serie A là Lavoli Sẽ có một cái cuộc đón tiếp đại diện của Bundesliga Là câu lạc bộ phanh phúc Ngay trên sân vận động uh, Diego Armando Maradona Vào lúc 03 giờ dạng sáng ngày mai ngày 16 tháng 3 năm 2023 với cái mức kèo uh, chính hiện tại mà nhà cái đang để Napoli chấp ở cái mức uh, 1.25 và tài xỉu đang là 2.75 thì một chiến thắng dành cho Napoli đã được định đoạt rồi ở cái trận lượt đi dù là phải chơi trên sân khách xa xôi nhưng Napoli cũng đã có được một cái chiến thắng thuyết phục hay không ấy vậy mà ở cái trận lượt về sân nhà đang là một cái điểm tựa lớn uh, cho họ khi mà họ cũng luôn đánh bại các đối thủ với cái với một cái uh, cách biệt lớn mà nhà cái lại để cái mức kèo chấp là 1.25 với cái điểm ăn rất rất cao khi đang là 0.98 vào lúc này thì đang cho thấy giới mô điệu họ đang đặt niềm tin vào cái mức kèo cho cửa dưới nhiều hơn và cái mức kèo đang được nhà cái giao động về cái mức chấp 1 mà thôi có vẻ như nhiều anh em đang nghĩ là cái cửa trên đang là một cái sự lựa chọn ngon ăn nhưng trong bóng đá không thể lường trước được điều gì anh em nhé. Nhiều trận đấu không thể gọi là bóng đá đẹp mắt mà sẽ là một cái trận bóng đá ma sẽ được dàn xếp từ các cái bọn đứng đằng sau lưng. Vì thế mà chúng ta khi mà không nắm bắt được cái thông tin chất lượng dò gì của trận đấu mà chỉ nghe theo những cái nhận định đã có sẵn ở các cái ứng dụng mà kênh anh em đang theo dõi chỉ dựa vào cái tính chất may mắn thì anh em không lên chơi anh em nhé. Tuy là những cái thông tin mà những chuyên gia soi kèo mang đến nhiều cái thông tin cho chúng ta, nhưng chừng ấy thì vẫn là chưa đủ để giúp cho anh em có được cái hiệu quả cao với những cái mã kèo mà thị trường nhà cái họ đưa ra. Nên trước khi anh em đầu tư thì hãy suy nghĩ cho chu toàn thì mới có được một cái kết quả tốt cho mình. Ở cái cặp đấu này, như thống kê của ekip chúng tôi có được thì ở cái trận lượt đi, Napoli họ đã chơi vượt trội hơn đối thủ rất là nhiều. Khi cũng đã có được 17 cú dứt điểm trong đó thì cũng có được 10 lần trúng đích và đã ghi cho mình được hai bàn thắng. Nếu may mắn hơn thì con số bàn thắng có thể sẽ nhiều hơn cái thành tích hai bàn ở cái trận lượt đi anh em nhé. Nhưng rõ ràng thắng lợi 2-0 cũng là đủ giúp cho LaPoli đặt một cái chân vào trận tứ kết. Khi lượt về họ lại được chơi ngay trên sân nhà của mình. Họ cũng chỉ cần hòa hoặc thậm chí thua ở với một cái cách biệt không quá một bàn trong 90 phút sắp tới thì LaPoli sẽ dành cho mình một cái vé đi tiếp và cũng chính vì cái lý do này lên ngay cái thời điểm đầu tiên khi mà à, mở kèo trên cái thị trường giao dịch nhà cái thì cái mức kèo chấp cũng chỉ có âm 1 mà thôi. Sau đó thì đến chiều ngày 14 tháng 3, nhà cái cũng đã đổi cái kèo chính sang cái mức chấp là 1.25 và được giữ đến tận cái thời điểm hiện tại. À, như chúng ta thấy được lavoli đang thi đấu rất là vào form ở cái đấu trường ở trên mọi cái đấu trường 9 trận vừa qua họ cũng đã có được 8 chiến thắng và cũng đã thắng kèo ở cả 8 trận đấu này. Rõ ràng là tâm lý của họ đang rất là thoải mái khi đã có cái chiến thắng cách biệt hai bàn ở cái trận lượt đi. Hơn nữa thì ở cái giải đấu quốc lội họ cũng đang rất thăng hoa và gần như là đã lắm chắc sẽ vô địch ở cái giải Serie A mùa này khi mà cái khoảng khoảng cách uh, uh, đội bám đuổi phía sau lưng là Inter Milan lên đến tận 18 điểm trên bảng xếp hạng. Và vì nhiều cái lý do đang ủng hộ cho La ở cái trận đấu này. Họ đang hứa hẹn sẽ tiếp tục thi đấu thăng hoa ở cái trận lượt về sắp tới anh em nhé. Còn bên phía bên kia chuyến tuyến Phan Phúc lại đang cho thấy một cái dấu hiệu sa sút trầm trọng ở cái giai đoạn gần đây. Bốn cái lần xuất quân vừa qua ở mọi đấu trường thì Phan Phúc đã không thể lỡ được một cái nụ cười tươi khi mà họ cũng đã để thua đến hai trận, hòa hai về mặt tỷ số. Nhưng mà họ cũng đã làm mất niềm tin của giới đầu tư khi đã thua kèo đến 3 trận và hòa một trận tính theo cái kèo châu Á. Không những vậy mà trên sân khách của họ cũng đã có đến 9 trận liên, liên tiếp không biết đến cái mùi chiến thắng. Cộng thêm với cái việc uh, vắng 4 cái trụ cột vì chấn thương và cái án treo giò ở chuyến làm khách này càng mang đến một cái sự đen tối cho họ anh em nhé. Vì thế, uh, kênh để cho chúng ta đáng đầu tư cho cặp đấu này sẽ là đội chủ nhà Lampoli với cái mức kèo chấp đang là 1.25 cho cả trận cũng như là 0.5 cho hiệp 1 là một cái cửa đi khá an toàn để anh em có thể cân nhắc nhé. Về cái kèo tài xỉu lúc này trên thị trường giao dịch của nhà cái đang để ở cái mức tài 2.75 và đang được đẩy lên 3 cũng như là cái mức tài hiệp 1 đang ở mức 1.25 được đẩy dần về cái mức 1. Thì rõ ràng là giới mộ điệu họ đang nghiêng nhiều về cái cửa xỉu cho hiệp 1 cũng như là cái cửa tài cho cả trận và chúng tôi cũng đang có cùng với một cái nhận định này. Vì thế, anh em có thể lựa chọn cho tôn cái mã kèo xỉu 1.25 cho hiệp 1 và tài 2.75 cho cả trận là một cái cửa đi rất sáng để anh em có thể cân nhắc nhé. Còn về cái kèo góc thẻ lúc này nhà cái đang để lavoli chấp 2 góc cho cả trận và 1 cho hiệp 1. cái tài xỉu góc cũng đang là 4 cho hiệp 1 và 9 cho cả trận. Còn kèo thẻ thì đang là 4.25. Những cái kèo này thì mới là những cái kèo đáng để cho chúng ta đầu tư. Vì dù bóng ma có xuất hiện thì kèo góc thẻ cũng không thể bị sắp đặt được. nên cái kèo góc thẻ đang là một cái chân lý mang lại niềm vui chiến thắng cho chúng ta anh em nhé. Ờ, nhưng để có được những cái mã kèo thơm thì anh em lên chờ khi có được cái đội hình ra sân chính thức cũng như là khi đã lắm được những cái thông tin cần thiết mà tôn đã nói ngay từ đầu trên video cho chúng ta thì anh em mới uh, lựa chọn những cái kèo chơi thích hợp cho mình. Và anh em nào nghi ngờ về cái phần trăm thắng của các mã kèo thì anh em hãy trao đổi vào Zalo theo số điện thoại 0924858993 hoặc Telegram a còng kèo bóng tôn tử cho mình. Ở đội ngũ của chúng tôi luôn có những cái người túc trực điện thoại để sẵn sàng tư vấn cho anh em ở tất cả các cái trận đấu được diễn ra trong cái giới túc cầu anh em nhé. Và video thì cũng đã dài, những cái điều mà cần chia sẻ thì Tôn cũng đã nói hết cả rồi. Xin cảm ơn mọi người cũng đã dành thời gian quan tâm và theo dõi kênh của mình. Chúc cho anh em có một ngày làm việc hiệu quả, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và sẽ có được cái đại thắng trong những trận cầu đêm nay Những anh em đang xem video nhận định của chúng tôi, nếu thấy video chất lượng và bối cho các bạn Thì anh em hãy để lại bình luận ở bên dưới và có thể ủng hộ chúng tôi bằng một đợt like Và anh em cũng đừng quên là ấn đăng ký kênh cũng như là ấn chuông thông báo Để có thể nhận được những cái video chất lượng ở những cái video sắp tới của chúng tôi nhé xin cảm ơn mọi người rất nhiều xin cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại anh em trong những lần video tiếp theo